làm bên đó. Thì bây giờ mấy bạn thấy là mình đang dùng một cây cọ thường thôi ha và mình sẽ lấy màu trắng nè. Đây. Sau đó mình sẽ lấy màu hồng ha. Thì các bạn thấy là mình sẽ lấy màu trắng và màu hồng mình thả cái cái cục bột ở ngoài này đi ha. Rồi chút xíu nữa mình sẽ à, làm mấy cái này cho các bạn coi. Thì <laughs> có 3 có ba cái lớp lớp học 3 ngày là ngày ngày 7 ngày 8 ngày 9. ha thì mấy bạn biết đó là ngày 7 ngày 8 ngày 9 á là ba cái lớp học đó rất là vui ha. à đông lắm tất cả các em các tất hay coi như là tất cả các em của e chi rồi educator đều có mặt ở đó hết và làm sâu cho nó mình thấy là mình rách nó ra này ha mấy bạn thấy không? mình sẽ làm cái hoa trước ha đây mình đập cái hoa nó vô đây mình cái nào xin lỗi cái này là cái cánh này cái lá đi ha mình sẽ làm cái lá trước các bạn thấy các bạn thấy mình làm cái lá chưa rồi sau đó mình lại tiếp tục mình làm thêm lá nữa này nha Đấy rồi à, mấy bạn thấy không lấy cái hoa lên cục bột này rất là nhẹ nhàng ha mình sẽ thả nó xuống ở ngay đây đấy ngày đó đây rồi <cười> <cười> Thì mình chờ ha cái quan trọng là mình mình chờ cho cái cái hoa của mình bắt đầu cái cái cục bột của mình nó bắt đầu nó 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 nó, nó chuyển màu đó thì ngay lúc đó là ngay cái lúc mình sẽ làm ra cái hoa của mình nó sẽ đẹp hơn và nó sẽ sắc sảo hơn nha rồi, đó, các bạn thấy mình kéo nó xuống chưa rồi, rồi mình ôm nó lại ha và sau đó mình sẽ mình sẽ bè nó à, mình sẽ đè bè nó bằng bằng cách là mình đè nó ra như thế này ok Đây à các bạn thấy mình làm hai cái lá ha <laughs> rồi bây giờ mình sẽ làm hai cái lá ở dưới này nữa đây mình sẽ làm một số cái này cái này là những cái hoa nó mấy bạn làm thì sẽ ra đây thả cục ngay đây đi nha các <laughs> bạn thấy cái lá không thì mấy bạn thấy mình cái lá của mình mình để nó xuống đó mình đừng làm gì hết mình cứ để cho nó tự nhiên một chút đi Nè, cho nó hơi khô khô đi tí đi rồi mình cắt nó làm đôi, à, thì sau khi mấy bạn cắt nó ra làm đôi rồi đó thì mấy bạn ôm nó nhẹ lại này, đó. và sau khi đó mấy bạn chấn nó hai cái góc này này, thấy chưa? các bạn thấy mình chấn không? đó mình sẽ mình sẽ nắn làm sao mà cho cái cái cho cái cánh hoa của mình nó có những cái lạ lướt nó, nó đẹp như vậy đó. À. <laughs> và tiếp tục làm lại lấy bạn lấy màu trắng và tiếp tục màu hồng nữa này ha rồi mình sẽ lại thả cái cục này ở bên này cũng giống như là nãy vậy thôi ok đó hello Chessy phạm khỏe không em rồi tiếp tục lại nha đây mình sẽ đưa cái này nhẹ nhẹ vào đây này đó mình cắt nó vào đôi này thấy bạn thấy mình cắt vào đôi không sau khi mấy bạn cắt cái lá là làm đôi như này mấy bạn kéo nó nhẹ nó vô này đó thì bắt bầu nó ra thì mấy bạn sẽ chỉnh nó thôi thì mấy bạn lấy cái đầu mấy bạn nhấn nhẹ nó này thấy chưa mấy bạn nhấn nhẹ nó này thì có cái lá này đè lên cái kia thì nó đó thấy chưa đúng không rồi mấy bạn tiếp tục theo dõi nha và sau đây mình sẽ lấy một cục bột nó coi là cũng khá khá là lớn chút xíu ok và mình sẽ thả nó ở ngay vị trí này đi nha đây mình thả nó vị trí này đây đó <laughs> mấy bạn cứ để yên nó vậy nha mình đừng có làm gì hết mình để cho cái cục bột của mình nó tự động nó có một cái nó nó chín tự nhiên ha mấy bạn làm sao thì làm cục bột mà nó chín tự nhiên lúc nào nó cũng đẹp hết tất cả đừng có ép nó ok thấy chưa sau đó này khi mà cục bột của mình nó chín rồi đó mấy bạn sẽ bắt đầu mấy bạn sẽ à, đẩy nè thấy chưa đẩy cong nè đó mình đẩy ra như vậy đó thì mình coi như là những cái cánh lá này nó bắt đầu nó mới nó mới à, đè lên những cái cánh à, những cánh bông của mình nó sẽ đè lên những cái lá đó và sau đó mấy bạn sẽ à, mấy bạn theo mình thấy mình hãy hãy nó lên không à, nhẹ nhẹ mình hãy nó lên này thế chưa mình hãy nó lên để làm gì không để có những cái đường cong có những cái nhìn nó nó cái cái bức cái 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 lấy của mình nó nó nó, nó thật chút đúng không <laughs> mình lấy cục bột thứ hai này cũng y chang vậy mình lấy cục bột trắng và cục bột hồng ha rồi sau đó mấy bạn thả nó vô góc bên đây cho nó vịt cái đi đó thấy giờ bạn dưới yên đó. đó nhẹ nhàng đúng không <laughs> nè đó. dưới yên đó mấy khi mấy bạn dưới yên đó mấy bạn tự nhiên mấy bạn đừng có làm gì cả mấy bạn lúc nào cũng vậy hết mình chịu khó mình chờ cho các mặt bột này nó mở đi này nó xấu nó đẹp gì nó ăn thua ngay cái chỗ này này đó mấy bạn mà gấp vội quá đó thì nó lại không có đẹp nha đó cứ từ từ mà làm sau khi mấy bạn thấy cái mặt bột nó mờ rồi đó thì mình có mình, mình căn nó ra làm ra và bắt đầu mình mới đẩy nó này mình đưa nó vô này thấy chưa à mấy bạn thấy không đó Đấy, mấy bạn thấy mình đè nó này thì cái mình cần mình cần đè mạnh thì mình lấy cái bụng cọ mình đè nó xuống Ok đó. và sau đó mình muốn đưa nó lên thì mình hất nó lên này các bạn thấy không thì nó có nó có những cái đường đó mình hất nó lên như vậy thì nó có những cái mở là cái nét cong à mấy bạn thấy chưa thì đó là cái này cho nó vô luôn đi ha cho nó sạch luôn trong này vô luôn nha rồi đó. thì mấy bạn thấy là cánh hoa của mình ha bắt đầu nó có một cánh hai cánh mình sẽ đưa nó ra thêm một đây một cánh nữa này đó. <laughs> thì cái cánh này mình làm cho nó hơi to chút ha để mình muốn nó kho vừa nguyên một cái vòng tròn bên đó mình thấm nó xuống giấy miếng giấy cho bất nước đi và mình sẽ thả nó ở ngay đây nè mấy bạn thấy mình thấy nó thả mình thả nó ngay đó chưa mấy bạn thấy mình làm hoa không nè mình thả nó ở ngay đây mình cứ để yên đó nó thì mấy bạn khách, tay khách mấy bạn lật ngược lại như vậy thôi mấy bạn làm thôi chứ không có gì hết trơn đó mấy bạn thấy là cục để cho để cho hai cái bột của mình nó hai cái bột đó nó nó ôm rê trên cái nó tự nhiên rồi mà khi mà nó loang ra nó ôm rê tự nhiên như vậy thì cái hoa của mình nó sẽ tự nhiên và nó cũng đẹp hơn nhé thì đâm ra là hai cái nó ôm rê với nhau nó rất là tự nhiên đó cả nhà thấy không màu hồng và màu trắng đó, nó ôm rê vào với nhau nó, nó, nó đưa lên cái tự nhiên khá là đẹp đẽ à sau đó mấy bạn lấy nó ra là thấy chưa đẩy nó nè thì bạn đẩy nó ra ngoài này thì bạn hất nó lên này đó thì bạn thấy không mình bạn hất nó lên như vậy này thấy chưa thì bây giờ mấy bạn thấy nó nó có cái đường cong ha thì bây giờ mấy bạn thấy ở bên đây thiếu một cái nữa đúng không đó, nhẹ nhàng này ok now you guys see another flower another petal small ok double dip i double dip à. hello hương happy easter rồi thêm cục nữa mình sẽ để ngay đây à mấy bạn thấy giờ Happy Easter nha, Happy Easter mọi người Happy Easter cả nhà Mấy bạn thấy cái bông hoa của mình nó Bắt đầu nó có nó, nó có ombre rất là đẹp nha Ombre màu hồng này và màu 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 trắng nó ra Nó, 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 nó ăn vào với nhau rất là đều Sau đó mấy bạn thấy mình để yên cho cục bột nó bắt đầu nó để Nó đừng có để gì này, nó tự động nó chín chút này rồi mình mới đẩy nó ra này Và sau đó là mấy bạn mới nhẹ nhàng mấy bạn đẩy nó qua này Nhẹ nhàng mấy bạn đẩy nó qua này thấy chưa đó kéo xuống ha à và mình có thể mình nâng nó lên tùy theo thôi đó à, các bạn thấy không những cánh bông nó rất là mảnh mai rồi như vậy thôi mình không cần làm nhiều mình mình làm một những cái cánh bông mảnh mai rất dễ thương sau đó mình thấm miếng giấy là mình sẽ cho cái cục bột vào ngay giữa này đây 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 đó các bạn thấy cái bột mình nằm ngay giữa chưa các bạn thấy cái bông của mình chưa à, rất là dễ thương ha thì cái cục bột ngay giữa này nó, nó cũng không phải là để yên như vậy đâu mình sẽ cho nó một cái vòng xoáy tròn đó, vòng xoáy tròn các à, bạn thấy là cái vòng xoáy tròn của nó khi mà cái vòng xoáy tròn này là mình phải thọt vô ngay giữa này phải chưa các bạn thấy nó nhẹ nhẹ này không đó các bạn ngoáy nha mấy bạn xoay nè À thế mà mấy bạn xoay không? Và mình xoay vô nó là một giống như là một con ốc nó vòng tròn này thấy chưa? Đó. Thì bây giờ mấy bạn nhìn ra là bắt đầu từ con ốc nó từ ở đây nó đi cái vòng cong đây đi tới ngoài. Thì đó là một xong mình đã xong cho một cái cánh hoa. Hello, hello Nguyễn Hằng em khỏe không? Đó em thấy chưa? Mấy em thấy không? Thì bây giờ nó có hai cánh đây David muốn muốn đưa những cánh hoa này đi xuống dưới đây một chút xíu nữa thì bạn thấy là mình lấy bột này ha à, mình lấy cục hồng nhiều hơn chút xíu tại vì mình muốn cái cánh mình muốn cái cánh của mình nó đi xuống dưới đây đó, nó có thêm cái cái hồng thì mình sẽ thả nó là vào ngay đây đi nha bạn thấy chưa nè rất là dễ dàng ha mình cứ mình cứ để yên đừng có vội ha mấy bạn đừng có vội mấy bạn để cho bột nó chín và nó nó đều vào với nhau thì hai cái nó rê vào với nhau nó rất là đều và sau đó mấy bạn mới kéo nó xuống này thấy chưa rồi mấy bạn ôm nó vô này rồi rồi mấy bạn mới chùi là mấy bạn mới đẩy hai cái góc này cái quan trọng là đó các bạn thấy không mình đẩy nó ra này thì cánh lá là bắt đầu nó đi ra nó theo này mà lỡ mà tay mấy bạn nhiều khi mà đẩy mạnh tay quá mà nó bè ra quá thì mình có thể mình ôm nó lại này thấy không đó thì nó mình làm như vậy nó mới nó nó cái hoa của mình nó mới có cái, những cái mảnh mai hello sam hello Jessie happy easter em ở đó mấy bạn thấy chưa đó mình đã hoàn thành một cái một cái bông và đây là một cách ha đó là một cái bông này các bạn thấy không Hai cái màu nó hòa và hợp với nhau, màu hồng nó giống như là màu trắng và màu hồng, rất là dễ thương nha. Thấy chưa? Đây là một cánh hoa nha.